Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chính là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh du kích, một hình thái cơ bản của chiến tranh nhân dân được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra từ những ngày đầu xây dựng. Trong thư gửi đồng bào toàn quốc ngày 5 tháng 3 năm 1947, người giải thích đơn giản, địch càng giải ra nhiều nơi thì lực lượng địch càng mỏng manh. Ta càng sẵn cơ hội mà đánh du kích để tiêu diệt nó dần dần để đi đến thắng lợi cuối cùng. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Lý Bí, khởi nghĩa Phùng Hưng, rồi các cuộc kháng chiến chống xâm lược đời Trần, đời Lê ở Việt Nam những thế kỷ trước đều là các cuộc chiến tranh nhân dân do giai cấp phong kiến lãnh đạo, lấy dân làm điểm tựa quan trọng trong nghệ thuật dựng binh. Như vậy, chiến tranh nhân dân là truyền thống quân sự của dân tộc Việt Nam từ những ngày đầu dựng nước, giữ nước. Tiếp thu tinh hoa từ mạch nguồn dân tộc lại được tiếp cận với quan điểm tiến bộ của chủ nghĩa Mác Lênin, coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin tưởng ở sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo vô tận của quần chúng nhân dân. Người cho rằng cách mạng là việc chung của cả dân chúng. Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại nổi. Xuất phát từ nhận định đó, suốt 15 năm trước khi diễn ra cách mạng tháng 8, người đã chỉ đạo phong trào Việt Minh đi sâu bám sát quần chúng, tạo cơ sở rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Trong sự bất tương xứng về sức mạnh vũ khí và hỏa lực giữa ta và địch, quan điểm quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phát triển chiến tranh du kích và vận động toàn dân đánh giặc. Sự phát triển về sau của cách mạng đã chứng minh chiến lược thiên tài của Bác. Là một trong ba thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trên khắp đất nước, xã nào thôn nào cũng có dân quân du kích. Nó như một tấm lưới rộng mênh mông, làm tan rã mọi bước tiến của quân địch, góp phần quan trọng vào chiến thắng cuối cùng của quân và dân ta. Đi qua chiến tranh, bản lĩnh và trí tuệ dân tộc được khẳng định đã hình thành một nền nghệ thuật quân sự độc đáo, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ở đó, chiến tranh du kích đã được phát triển đến đỉnh cao, không chỉ là một cú đấm mạnh mẽ trên chiến trường, mà còn được kế thừa, phát huy thành trụ cột quan trọng bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trước đây, dân quân tự vệ cùng với bộ đội địa phương là lực lượng chủ yếu để tiến hành chiến tranh du kích. Ngày nay, lực lượng dân quân tự vệ đã và đang được xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ đảng, chính quyền và nhân dân ở địa phương, cơ sở. Trong những năm gần đây, lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với bộ đội chính quy thực hiện tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai, cũng như đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, dân quân tự vệ biển thực sự là lực lượng quan trọng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân, chủ động phát hiện âm mưu thủ đoạn của địch ngay từ sớm, từ xa. Là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, dân quân tự vệ không thoát ly sản xuất, công tác, nhưng là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Từ đó giữ ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững chắc đi lên trong thời đại mới. Thưa quý vị và các bạn, với một tầm nhìn chiến lược, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường chân lý, dẫn dắt quân đội ta, nhân dân ta từ một dân tộc nhỏ, yếu, làm nên những chiến công phi thường của dân tộc Việt Nam. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.